Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Chủ trương đầu tư dự án đường Tân Phúc Võng Phan, sao DT378, tỉnh Hưng Yên được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại nghị quyết số 198 Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 4 năm 2022. Các nội dung cơ bản của dự án như sau: Loại 1, nhóm dự án thuộc dự án nhóm A. Địa điểm xây dựng tại các huyện Ân Thi, Tiền Lữ, Phù Cử, tổng mức đầu tư là 2.986 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2023-2025. Phạm vi đầu tư, tổng chiều dài là 29,2 km, bao gồm tuyến chính, điểm đầu km 0+000 tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, điểm cuối km 23+600 giao DT378 thuộc địa phận xã Tống Chân, huyện Phù Cử, chiều dài tuyến chính khoảng 23,6 km và nhánh thuộc nút đầu tuyến kết nối với quốc lộ 38 có chiều dài khoảng 1,5 km, điểm đầu nhánh tại nút đầu tuyến chính, điểm cuối giao cắt quốc lộ 38 tại khoảng km 42+640. Tuyến nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến, điểm đầu giao với tuyến chính tại km 22+800, điểm cuối kết nối với đường lên cầu La Tiến, chiều dài tuyến khoảng 4,1 km. Nhà thầu triển khai từ ngày 30 tháng 11 năm 2023, hiện tại đang bố trí 11 mũi thi công. Tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2024, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất nghĩa trang. Đối với diện tích đất ở, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hiện tại đang tổ chức lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, đang xây dựng phương án tái định cư. Đến nay đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 164,72 ha trên tổng số 175,6 ha, đạt 93,8%, tương ứng với chiều dài khoảng 26 km trên 29,2 km tổng chiều dài, bao gồm cả tuyến nhánh. Đã di chuyển được 454 trên 1.118 ngôi mộ, đạt 40,6%. Về công tác giải ngân, kế hoạch vốn năm 2023 là 856,233 tỷ đồng, đã giải ngân 856,233 tỷ đồng, đạt 100%. Kế hoạch vốn năm 2024 là 471 tỷ đồng, đã giải ngân đến nay 471 tỷ đồng, đạt 100%. Hiện nay các huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi tập trung lực lượng giải quyết các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tái định cư và di chuyển nghĩa trang, đặc biệt các vị trí xen kẹp giữa các vị trí đã được giải phóng mặt bằng không có đường vào thi công để nhà thầu thi công có thể bố trí đường vào. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao về sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền các địa phương, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ trong việc giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án thành phần trên địa bàn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc triển khai dự án gặp một số khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, lựa chọn nhà đầu tư. Phó Thủ tướng nêu rõ việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến cơ cấu nguồn vốn, thay đổi phương án tài chính của dự án thành phần 3 đầu tư theo phương thức PPP phải trình Quốc hội xem xét, quyết nghị. Các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rút kinh nghiệm trong việc khảo sát, đánh giá, đưa ra số liệu thiếu chính xác khi lập báo cáo nghiên cứu, tiền khả thi, trong đó có trách nhiệm chính của các đơn vị tư vấn. Kết luận nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan rà soát chính xác số liệu, thống nhất việc điều chỉnh cân đối về số liệu tăng giảm tổng mức đầu tư các dự án thành phần, trên cơ sở đó cân nhắc kỹ nội dung và thời điểm trình Quốc hội. Phó Thủ tướng lưu ý việc triển khai dự án thành phần 3 cần tham vấn các nhà đầu tư quan tâm, đảm bảo tính khả thi và đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP. Các bộ, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải được giao phối hợp hướng dẫn thành phố Hà Nội và các địa phương thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại nghị quyết số 56 năm 2022 của Quốc hội, khẩn trương tiến hành lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 theo phương thức đối tác công tư PPP. Quá trình triển khai và thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt cấp thẩm quyền, trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khi cần thiết.
Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài hơn 112 km đi qua 3 thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án được chia làm 7 dự án thành phần, trong đó đường cao tốc vành đai 4 được đầu tư theo PPP, dự án thành phần 3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và khởi công dự án thành phần 3 trong quý 4 năm 2024. Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quyết tâm, nỗ lực, huy động cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, tập trung hơn nữa để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trong đó nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ ngành, Thường trực Chính phủ và ý kiến của Hội đồng Thẩm định Nhà nước. Đối với những nội dung không tiếp thu, phải tải trình đầy đủ, chặt chẽ để thuyết phục được Hội đồng Thẩm định Nhà nước, các cấp có thẩm quyền thông qua. Thường trực Chính phủ lưu ý về chủ trương phương án thiết kế kỹ thuật, yêu cầu phải bám sát chủ trương đầu tư toàn tuyến với tốc độ thiết kế 350 km/h đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua để tính toán thiết kế phương án kỹ thuật phù hợp, khả thi, hiệu quả. Cụ thể, về hướng tuyến phải nghiên cứu thẳng nhất có thể nhằm giảm chi phí, đảm bảo tốc độ khai thác, tạo ra không gian phát triển mới, tiết kiệm chi phí, tránh các khu dân cư, đô thị lớn, nhưng phải có phương án kết nối phù hợp, thuận tiện để kết nối ngắn nhất đến sân bay, cảng biển lớn, đảm bảo thuận tiện liên kết hành lang Đông Tây và kết nối với các tuyến đường sắt Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đối với các ga phải tính toán xác định diện tích đủ lớn, phù hợp, đảm bảo tầm nhìn chiến lược lâu dài để phát triển đầy đủ dịch vụ hiện đại, khai thác hiệu quả tối đa nguồn lực đất đai và không gian phát triển mới. Về công năng, Bộ Chính trị đã thống nhất về công năng vận tải hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết, kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng, an ninh. Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp với Bộ Quốc phòng trong quá trình thiết kế bước tiếp theo đảm bảo yêu cầu quốc phòng, an ninh. Đối với tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu, thực hiện nâng cấp để vận chuyển hàng hóa, du lịch và hành khách cự ly phù hợp. Về sơ bộ tổng mức đầu tư, Thường trực Chính phủ yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng suất đầu tư phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của đất nước và các yếu tố đặc thù của công trình để tính toán sơ bộ tổng vốn đầu tư chính xác nhất có thể, đủ tin cậy và thuyết phục, hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư to yếu tố chủ quan khi phê duyệt dự án đầu tư và tránh tình trạng đội vốn khi triển khai đầu tư thi công công trình. Về cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt, Thường trực Chính phủ yêu cầu cần phải rà soát bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù cần thiết nhằm huy động tối đa nguồn lực và cắt giảm rút gọn các thủ tục đầu tư dự án, bổ sung kiến nghị Quốc hội cho phép đối với những cơ chế chính sách phát sinh sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, trường hợp chính sách phát sinh trong quá trình thực hiện thuộc thẩm quyền của Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quyết định. Các cơ quan báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Về phân cấp phân quyền, Bộ Giao thông Vận tải bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc phân cấp phân quyền cho các bộ ngành địa phương nhằm huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị, đóng góp của các bộ ngành địa phương, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực thực hiện dự án và xây dựng các ga từng đỗ sao Chính phủ xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư. Về tiến độ, trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10 năm 2024, yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 10 năm 2024 phải có tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo các bộ cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thủ tục trình Quốc hội đúng tiến độ, chất lượng.